Ngày hôm nay thì đồng hành với Thành Nhân là bác sĩ Thanh Thanh, vô cùng nổi tiếng rồi đúng không ạ? Xinh đẹp, tài năng. Và bên cạnh đó thì có một điều nữa Thành Nhân tìm hiểu kỹ rằng là hơi khó tính đối với việc chọn lựa sản phẩm. Và với chị ngày hôm nay đồng hành với sản phẩm này thì chị kỳ vọng điều gì ạ? Thật ra mình đã làm với rất nhiều hãng và cũng không phải là ít hãng có kem chống nắng. Tuy nhiên để mà đồng hành được cùng với lại một nhãn hàng thì chắc chắn là cái sản phẩm đó phải có một cái gì đó thực sự rất là hay, cũng như là về thành phần, cũng như là về tester. Tại vì một trong những cái điều quan trọng nhất khi mà chọn được một cái loại kem chống nắng đó là làm sao để đạt được tính thẩm mỹ. Tại vì thường khi mà người ta nhắc đến kem chống nắng thì người ta sẽ rất là sợ cái việc mà bôi vào cảm bệt dính, dạ, đúng không? Rồi, bết dính bị xấu, bị trôi và bị khó chịu. Thì một trong những cái điểm sáng của sản phẩm đó là cái sét sơ thực sự rất là ok. Và bên cạnh đó thì nhãn hàng cũng đưa ra 3 loại kem chống nắng tương thích với lại là 3 tệp sắc khác nhau. Đây cũng là một trong những cái điểm hay của Image. Tại vì thường các cái hãng khác thì nó chỉ đưa ra một loại thôi, thì chắc chắn sẽ có người hợp và sẽ có người không hợp. Tuy nhiên đối với lại nhãn hàng thì đưa ra 3 dòng khác nhau, cho nên là chắc chắn sẽ có người này rất không hợp với cái bản này thì ta sẽ có một cái bản khác để phù hợp hơn. Bên cạnh đó thì nhãn hàng cũng đưa ra 2 loại là vật lý cũng như là hóa học. Thì tùy vào cái nền da của mình ở từng thời điểm mà ta sẽ chọn cái dòng phù hợp hơn. Đây cũng là một trong những cái sự lựa chọn mới dành cho tất cả các bác sĩ da liễu. Cho nên là bác sĩ Thanh high recommend Image Skincare. Với bản thân của bác sĩ Thanh thì ngày hôm nay chọn lựa dòng nào để sử dụng trong một sự kiện có quy mô như thế này ạ? Và hiện tại bây giờ mình đang make up, cho nên là mình đang chọn cái dòng sản phẩm serum vật lý của nhãn hàng. Thì cái bản serum này thì nó tương thích giống như là ta xài một cái nước dưỡng da thôi. Thì đây cũng làm cho cái lớp nền của mình một cảm thấy rất là mỏng nhẹ, gần như không đổ dầu luôn. Rồi da của Thanh là da khô. Thường khi mà mình sử dụng một cái loại kem chống nắng thì hay bị cái tình trạng gọi là bị khô ở trên bề mặt á, thì nó sẽ bị lộ khi mà da của mình bị khô. Thì đối với dòng serum này thì nó có những cái thành phần dưỡng ẩm ở trong đó, cho nên khi mình bôi vào makeup lên thì cái lớp makeup trên rất là đẹp. Dạ rồi, bây giờ nếu như mà bản thân chị ngày hôm nay chọn lựa serum rồi đúng không ạ? Nếu như được bình chọn đi 1, 2 hoặc là 3 thì chị chọn cái nào, hay là chọn cả 3 luôn? Nếu mà Thanh được chọn lựa, Thanh vẫn sẽ sử dụng dòng serum. Tuy nhiên là chồng của Thanh thì lại rất là thích bản gel. Tại vì là bản gel thì nó không màu, rất là phù hợp với lại các bạn nam mà không có thích nâng tông. Hơi ngại ngại xíu đúng không? Dạ, đúng rồi. Bản thân của anh khi mà trải nghiệm rồi, anh cảm thấy như thế nào về sản phẩm này và anh có một cái phản hồi như thế nào ạ? Về cá nhân thì mình thấy là khi mà apply lên da thấy cảm giác đầu tiên là dễ chịu, không có bị bí bít. Dạ. Đó thì cái đó là cái mà mình cảm thấy là thoải mái nhất khi mà sử dụng. Còn hiệu quả thì mình nghĩ là chắc chắn nó sẽ đem lại hiệu quả rất là tốt rồi. Dạ rồi, cảm ơn anh chị rất là nhiều đã đồng hành với chương trình và hy vọng là chúng ta cùng sẽ có nhiều trải nghiệm thú vị trong buổi chiều ngày hôm nay anh chị nha. Dạ cảm ơn chị rất là nhiều ạ.